Tết Trung Thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến, đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo. Để ngăn chặn tình trạng các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn vệ sinh nơi sản xuất, chế biến, kiểm soát kỹ nguyên liệu đầu vào, tuyệt đối không sử dụng các loại chất phụ gia ngoài danh mục cho phép, giữ vệ sinh nơi bảo quản, bày bán, tránh để ô nhiễm từ môi trường. Các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh cá nhân người sản xuất, quy định về sử dụng nguyên liệu sản xuất, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hạn sử dụng, được bày bán ở những nơi bảo đảm vệ sinh. Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tết Trung Thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến, đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo. Để ngăn chặn tình trạng các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn vệ sinh nơi sản xuất, chế biến, kiểm soát kỹ nguyên liệu đầu vào, tuyệt đối không sử dụng các loại chất phụ gia ngoài danh mục cho phép, giữ vệ sinh nơi bảo quản, bày bán, tránh để ô nhiễm từ môi trường. Các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh cá nhân người sản xuất, quy định về sử dụng nguyên liệu sản xuất, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hạn sử dụng, được bày bán ở những nơi bảo đảm vệ sinh. Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.